Ông Phạm Văn Tuấn, chủ tàu cá ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là người có mặt tại buổi trao quyết định xử phạt đối với ông Võ Văn Lai, chủ tàu PT-93167TS, tàu bị cơ quan chức năng của Malaysia bắt do xâm phạm vùng biển của nước này. Theo ông Phạm Văn Tuấn, sau vụ việc, chủ tàu chi phạm còn mất trên 2 tỷ đồng, gồm tiền nộp phạt, tiền nuôi thuyền viên và giá trị con tàu bị Malaysia giam giữ. Mức phạt 800 triệu đồng là rất cao, nhưng như vậy mới đủ sức răn đe đối với các tàu có ý định vi phạm vùng đánh bắt. Ông Tuấn cũng cho biết thêm, những năm gần đây, sản lượng trên các ngư trường của Việt Nam đã giảm rất nhiều, trong khi ngư trường của các nước khác sản lượng còn nhiều, nên các thuyền trưởng tài công thường đưa tàu sang khai thác trộm. Còn chủ tàu dù không muốn nhưng cũng không quản lý được khi tàu đã ra khơi. Tài công thì giữa nó mần rồi nó tranh với nhau rồi bắt đầu nó lấn ra ngoài nước ngoài, chứ còn nó rút ra chủ là không ai mà cho ghe tàu mình đi ra nước ngoài. Sao vậy chú? Ra nước ngoài thì cái thứ bị bắt là mất của. Cái thứ hai nữa giờ tiền ngân hàng có số, bây giờ bị bắt rồi là tiền ngân hàng giờ không trả được. Rồi bây giờ nó quá giá nhà rồi này cái nọ tùm lum ra không còn tài sản thế chấp. Rồi giờ nó quá giá tùm lum, giờ có người trắng tay luôn. Toàn tỉnh Bến Tre có gần 4.000 tàu cá đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển. Trong đó, phương tiện đánh bắt xa bờ là trên 2.000 tàu. Trong 9 tháng đầu năm 2019, số lượng tàu vi phạm tăng đột biến. Trong thời gian tới, đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, một là tiếp tục tuyên truyền là ngư dân không xâm phạm chủ quyền các nước, hai là chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, không cho và xử lý nghiêm các trường hợp không đủ và đảm bảo thủ tục các loại giấy tờ theo quy định. Thứ ba là kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình vi phạm chủ quyền các nước. Đồng thời là riêng Bộ đội phòng Bến Tre có cái trung tâm giám sát hành trình là thường xuyên nhắc nhở các phương tiện là vi phạm ranh giới với các nước láng giềng. Đại diện chi cục thủy sản Bến Tre cũng cho biết, ngoài xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo nghị định 42 của chính phủ, các địa phương có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài sẽ tổ chức kiểm điểm cư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để làm gương cho các chủ tàu, thuyền viên khác.